Xin chào tất cả các ca. Xin chào tất cả các ca. Bài nói chuyện của tôi là về tính ứng dụng. Hôm nọ khi mà sau khi Dương trình bày, rất là nhiều người lớn tuổi hỏi chị, bảo là có một kiểu như học giả rất là trẻ như thế mà ăn nói rất là đĩnh đạc, ý nào ra ý đấy, lý luận rất là sắc bén, thế mà tại sao chúng tôi không được nghe nhiều nhỉ? Thế là tại sao lại thế? Tức là mọi người rất là quan tâm đến những cái lĩnh vực mà em nói, cũng như là cái cách tiếp cận vấn đề ấy, nó rất là đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà mọi thứ rất là gọi là gì, khúc chiết đâu ra đấy, rất là hấp dẫn. Thế mọi người hỏi chị mà ông tại sao lại biết được những học giả trẻ như thế này mà chúng tôi ở đây mà chúng tôi lại không có những điều kiện để tiếp xúc. Thực ra như em vừa nói với anh em là cái đối tượng mà em hướng đến thì lại không phải là trên mặt bằng thế giới, nhất là các học giả quốc tế. Em thì một là ngoại ngữ thì đương nhiên là kém rồi, nhưng mà cái với tư cách là một người nghiên cứu về Việt Nam thì em một là lấy Việt Nam làm bản vị, thứ hai là đối tượng mà em hướng đến chính là cộng đồng người Việt, để làm thay đổi cái mặt bằng xã hội, cái nhận thức chung của người Việt, không chỉ về mặt văn hóa lịch sử mà còn nhiều vấn đề khác. Chính vì thế mà em ngoài việc viết các cái nghiên cứu chuyên môn thì em viết cả những báo chí, rồi có thể là làm cả truyền hình, để đưa tất cả những nghiên cứu của mình trực tiếp về với xã hội. Tức là qua nhiều kênh, qua rất nhiều kênh khác nhau. Đấy là một trong những lý do mà em hiện giờ là chưa thể nào mà kết nối để làm việc với quốc tế. Thế còn một trong những cái mỗi khi chị và anh đương nói chuyện với nhau, bảo ôi dồi ôi, ghen tị quá vì bọn em thích đi điền dã, thích đúng không? Mọi nơi đi, mọi lúc và cảm giác mọi lúc đi đâu cũng được. Cảm giác nhanh lắm, tức là thích một cái thì tính cái là mới, cái là tự nhiên đi xe đi luôn thôi đúng không? Mà cảm tưởng là đi điền dã ở Việt Nam là có thể về ngay bất cứ lúc nào, ngắm rồi sờ hiện vật, và có những nơi đẹp đến mức mà bọn em không dám viết nghiên cứu. Tại vì sợ người ta sẽ đến người ta nó làm hỏng vật, nó làm hỏng vật, nhất là trộm cổ vật. Có những cái tượng thế kỷ 15, 16 đẹp mê mẩn, và thẫn thờ sau khi đi ra đóng cửa lại. Đúng không? Tức là mình rõ ràng không phải chỉ là vấn đề chuyên môn của mình nữa, mà như em nói, tự nhiên mình cảm thấy có cái trách nhiệm. Đúng là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, với văn hóa chung. Nhưng mà em có một cái nhóm em làm việc, em nghiên cứu cùng với mọi người không? Tức là khi mà em đi điền dã là em hay đi cả một nhóm hay là như nào? Thường là đi một nhóm. Em thì em hay chơi với bên dân mỹ thuật cổ. Đấy, thì mấy anh em là có cái chỗ nào hay là hay rủ nhau đi. Đấy, hoặc là đi sưu tầm các thứ để với nhau. Thế cái chuyến đi gần nhất của em là chuyến đi đâu? Thời gian vừa qua là em đi chỗ nào? Xin chào tất cả các ca. Xin chào tất cả các ca. Bài nói chuyện của tôi là về tính ứng dụng. Lịch sử luôn luôn là công cụ.
thực sự luôn là công cụ. Lịch sử bài nói chuyện của tôi là bài nói chuyện của tôi là bài nói chuyện của tôi là bài nói chuyện của tôi là